Dạ chào khán giả Thu Vừa Con, đây là ổ bánh dây lợn trà sữa được ta cô một bà tặng nè. Dạ trà sữa ăn. Trà sữa đi. Con mời ai dạ? Con mời ông ngoại, con phải bưng lại ông ngoại nè. Bà ngoại. Con mời ông ngoại hay bà ngoại? Con mời ai chứ? Con mời ai? Mời ông ngoại. Mời ông ngoại, cảm ơn nha. Bánh ngon không? Bánh ngon. Ngon hả? Bà Năm xuống. Bà Năm xuống. Bà Năm xuống hả? Bà Năm xuống chi vậy? Bà Năm xuống. Bà Năm xuống bún bài. Nè con đang đợi bánh, mời bà Năm ăn đi. Bà Năm chạy xuống hết chưa? Kìa bà Năm kì vậy? Bà Năm đi đâu vậy? Bà Năm xuống hoài. Con mời bà ngoại đi. Con mời bà ngoại bánh đi. Rồi, đây. Bà ngoại lấy miếng nha. Cảm ơn nha con nha. Đó, rồi. Mời cha đi. Mời cha hả? Xíu cho ăn. Mời ai nữa mà mẹ hả? Em đi mua bằng. Ơi. Đây, rồi. Cảm ơn con nha. Cút. Biết. Cút. Biết. Có ai nữa không mời mẹ hả? Con chùa tay đi. Mời mấy chị Mạnh hai chưa? Mời anh. Mời đừng bao giờ đừng bao giờ. Dạ, dạ. Âm anh ạ. Đại ơi. Nè, mời bánh mọi người đi. Bưng hay là bưng bánh mời trong phòng á. Bưng vô phòng rồi. Cô Tư nè. Bánh ngon quá, cảm ơn cô nhiều nha. Cô đã mời bánh. Ăn bánh trà sữa. Bánh kem hả Tư? Ở mời cô. Trời ơi. Đừng bao giờ ngồi ăn đây, đừng bao giờ. Thôi mà ăn nè, ăn nhanh đi, đừng có bưng ra ngoài đi, đừng có tụ tập đây tối đi ngủ giờ đó. Nhỏ mời cho con bánh mời cho con luôn cái nào ăn chứ nè. Con mời mẹ ra sữa. Con đâu thì cần. Cưng không? Con đâu có bị cần. Mời mẹ. Ơi, con bưng nguyên dĩa mời mẹ, con đừng có bóc gì dơ. Con cá nè. Con cá nó đang bơi nè cha. Rồi, còn ai nữa? Mời hai chị chưa? Mời hai chị. Với bà Mỹ Duyên nữa. Tội nghiệp không? Ăn cái gì cũng có bánh, cũng trái, cũng mời chạy gì mời tùm lum cái gì à? Này tặng sữa nè, mà sữa mời mọi người. Mời mọi người. Bưng bánh đi mà. Bưng cẩn thận nha con. Cái gì? Nè. Em mời bánh ăn nè. Trời ơi. Cảm ơn. Đang lỡ thể rồi này. Bánh. Sữa ăn đi, sữa ăn thôi. Nhớ ba, hai đứa nhớ ba, phải đi công tác hai đứa nhớ. Cảm ơn em đi. Rồi chị hỏi chị Nan không? Nan không? Lễ con hỏi Nan không? Ủa, bánh ngon lắm, không ăn tràn hết luôn á. Thôi con bưng dĩa đưa chị Na đi, con đừng có bóc. Nghe chị Na bóc miếng à. Chị Na bóc miếng đi con. Rồi cảm ơn chị em đi con. Cảm ơn em đi con. Thấy nhà có sữa là dễ nhất trên đời đó. Lúc nào cũng ăn uống vui chơi. Mời bà Năm chưa? Con bưng bể. Đi cẩn thận đó. Cái chừng bể không có bánh ăn nha. Miễn không đó. Vậy em chứ sữa quen rồi. Viên giả yên tâm nha. Không sao đâu. Ngon quá. Rồi đây cha con mình ăn nè. Đây nhờ cậu Tư quay giùm nè. Đâu mở nhỏ con ngoại. Mở nhỏ con.
nhỏ nhỏ thôi các bạn. Xíu xíu luôn ạ. Đây, đây cho con mình nè. Ngon nha. Để chan vô, bánh ngon quá. Mấy cha con đi chỗ khác hết cho tôi đây. Về không? À, cảm ơn con nha. Dạ. Quay dính tá lả. Cửa bưng cả cầm luôn cơ. À, con rửa ăn. Không con? Dạ không? Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Bà tặng con bánh dưa lợn. Các em, để Trang hỏi con nha. Nè qua đây nè. Cho con mình nè. Ngon quá ha. Rớt luôn. Ngon chưa? Ngon. Đẹp không? Ăn nước ở đâu? Để cho thấy chưa? Trời con bóc tùm lum kia rồi. Cho anh cái thằng chung. Thử chung. Ra cho nó. Tự lao ư ư ư ư con tự lao không? Rồi chạy lao xe đi, con tự lao đi. Rồi tự lao cho sạch nha. Sạch chưa? Sạch chưa nè? Dạ sạch rồi. Rồi ăn tiếp nữa hả? Để cho lao dần sạch sẽ rồi cũng một hồi quá. Ngon không? Bà nào bánh ngon không? Hả? Bánh này bánh gì? Thôi con ăn gì? Quá. Con đừng có ăn rồi xong rồi con lao vùng vùng cái giấy mà lao xếp. Được chưa? Được chưa? Con. Đây lao cho da đi. Ừ, dơ con lao rồi con lao gì nữa. Con lao cho da đi nè. Thương cho không? Cha của ai? Cha của con. Rồi mẹ của ai? Mẹ của Minh. Mẹ của anh Minh hả? Gần gần. Rồi lao cho cha nha. Thương cha nhiều không? Nè, tay còn dơ lắm á. Rồi em đáng chăm sóc cái thương như vậy nè. Chào khán giả Thương vừa con chưa? Chào dạ. Thương vừa con. Dạ con. Chúc giả buổi tối vui vẻ. Rồi ơi bà ăn gì dữ luôn nha. Phải ăn bắp hết. Đây đây nhìn các bạn. Được không? Thôi. Thôi không ăn nữa thôi nha. Thì cha đang ăn nè, nhưng con đừng có ăn không ăn thì thôi, mình đừng có làm như vậy để người khác mà ăn thấy không? Ngoan nghe không? Cha cha dạ. Rồi chưa chúc nhà buổi tối vui vẻ. Hả giờ con đi đâu? Con đi đâu vậy? Con đi ngủ. Như cầu tục hả? Đây con nay con không đem cái này lát chờ miếng chờ cô Nguyệt với chú Phong về, mời cô Nguyệt chú Phong ha. Hai người đó đi bán cơm chưa về. Đâu ra ngó là họ về chưa? Đi ra thằng ngó coi cô Nguyệt chú Phong về chưa? Ra coi họ về chưa hả, mang bánh ra. Chú Phong. Chú Phong ơi. Về chưa? Chạy ra phòng đây. Chạy ra ngoài phòng luôn. Về chưa? Cha kêu hả? Sao con kêu đi? Cha kêu đi. Thôi nhiêu đây chừa là chú Phong cô Nguyệt về cho hai người đó một miếng ha. Nha, giờ mình chào khán giả đi được không? Đây mình tụt xuống đây mình chào khán giả Thương vừa con. Đây á. Nha.
tụi xuống mình chào khán giả cũng nhiều con nè, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè. Cảm ơn ông bà cô chú. Chú không chưa về. Cảm ơn ông bà cô chú bữa giờ đã tặng quà cho mình đi, tặng bánh như mình tặng bơ nè, tặng bánh nướng trộn. Chú không chưa về. Chú Phong về con nha. Chú Phong về kêu con phải không? Con tặng bánh chú Phong hả? Con có gọi về nội đi, hỏi nội ăn bánh không? Alo nội hả? Alo. Nội bà, hả? Bà nội chú nha. Bà ăn bánh không? Bà nội ăn bánh không? Dạ. Rồi gọi hỏi cô ba luôn. Alo. Cô ba về chơi. À, cô nhớ cô ba hả? Chào. Cái gì? Con nhớ cô ba lắm. Nhớ cô ba lắm. Nhớ ai nữa? Nhớ ba. Con nhớ ai nữa? Nhớ ba. Rồi nhớ ai nữa? Nhớ bờ. Rồi nhớ ai nữa? Nhớ bờ như cái bò còn của cô ba. Rồi nhớ ai nữa? Nhớ chú Tư không? Chú Tư. Nhớ thêm Tư không? Chú. Rồi nhớ em Mi không? Nhớ em Mi. Nhớ cô Út không? Nhớ. Nhớ bà có không? Nhớ bà cụ. Bà cụ nữa. À, nhớ hết mấy người dưới nội luôn không? Rồi thôi té nè, rồi chào tạm biệt khán giả đi. Rồi các bạn nhỏ nhớ nha, mình có cái gì ăn mình phải chia sẻ cho mấy bạn, cho mọi người nha, nhất là người lớn. Con cất tủ lạnh hơn, con để với bạn đi, con cất với bạn để nó ăn xong rồi dẹp vậy đó. Rồi con đã cất cái bàn đi rồi, ai mọi người nào muốn ăn thì lấy ăn nữa ha. Rồi giờ con chào khán giả đi. Con thôi con chào khán giả nè, chào tạm biệt khán giả đi, hẹn gặp lại khán giả trong video tiếp theo đi nè. Chào tạm biệt khán giả. Con uống miếng nước. Uống miếng rồi chào nhanh lên. Chào dạ. Dạ chào tạm biệt khán giả nha, chúc khán giả buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video Phương vừa và con nha. Good night. See you again. Yeah. Dạ chào.